Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em xin giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là dàn hạnh Honda Accord đời 1994 đến 1996. Với cái dòng sản phẩm đời cũ này, tức là dưới năm 2000 thì chủ yếu của xe ô tô sẽ là dùng đời dàn nan cuốn này. Đó, đời này nó sẽ dùng van hai dâu anh em nhé. Một đầu van bắt và một đầu van ra đây. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Formula Thái Lan. Ở Thái Lan thì nó sẽ có hai dòng sản phẩm, đó là Paco Thái Lan và Formula. Cái mã sản phẩm của nó là 9006-602600. Đây anh em cùng xem qua. Đây là phía mặt trước của sản phẩm. Đây là phía mặt sau. Với cái dàn Thái Lan này thì ở trên thân của nó thì nó sẽ bao gồm cả cái mã code và cái mã vạch để cho anh em có thể kiểm tra phía mặt bên cạnh này, phía mặt sau này. Đó. Cái dàn này nó có một cái ưu biệt rất là nổi trội hơn so với cái dàn đúc thời hiện đại, là bởi lẽ là cái dàn này nó được thiết kế là dàn lan cuốn nên là cái lượng nhiệt của nó tản rất là nhanh và hấp thụ nhiệt, giúp là nó dẫn nhiệt rất là sâu. Để mà nhìn nhận về sự thật thì cái dàn lan cuốn này nó không thể lạnh sâu bằng cái dàn đúc. Bởi lẽ vì sao? Vì cái dàn đúc là lan nó dày hơn, lượng nhôm nhiều hơn và các cái lan của nó là kép vào với nhau nhiều hơn. Đó. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái sản phẩm, đó chính là cái dàn lạnh của xe Honda Accord 1994 đến 1996. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm, tìm hiểu, tư vấn về sản phẩm hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.